Cái cầu này sao nó bị kiểu nắm tay được không? Dạ được. Ủa sao? Ôi, chết cái tên tên đó luôn kìa. Từ lưỡi nó ơi, chạm quan thụ lưỡi đấy. Anh bơi nhanh thì ghê chứ, đang bơi nước ngược nữa chứ. Xin chào các anh chị và các bạn nha. Bữa nay các anh chị và các bạn đi theo mình đi đáy đổ đáy. Cậu ba của em á, chuyên gia đi đổ này kia, đi đáy không à? Nay nhiều chứ sao, nay không chảy hùng ha. Gì em bước qua đây luôn. Ôi đấy ơi, quá chừng luôn ta. Dính trong cái mặt. Ôi. Mới từ từ ông xuống. Có con này nữa nè. Hả? Mới từ từ ông xuống cho ông chụp coi. Tao con nào ông lựa. Có con này nữa nè các bạn. Nè con này nè. Hả? Ơi, trơn quá. Cá lưỡi trâu. Ở đâu có lợp to nhất mà sao? Mới lượm mà. Trơn ghê không? Ghê không? Lựa vô phụ lựa vô. Dạ. Các bạn qua bỏ qua đây nè. Dạ. Đừng vào mạnh quá nha, không quen đừng vào. Vào mạnh quá té với chị. Cái bạc đất tươi gói gói luôn. Nè nó nhảy bành bạc. Quá chừng luôn. Đêm chú đổ được mấy ký vậy chú? 8 ký. Cũng yếu. 8 ký à. Mà ngày nào cũng vậy ngon rồi. Mấy được. Mấy bữa nó kém ăn thả cho nó lớn. Bắt tép nhữ đơn. Ủa tép bạc trắng lấy luôn phải không anh Bình? Ừ, con tép bạc là bỏ vô tổng. Còn tép bầu bán sao? Bầu nó bán rồi. Đây nè, nó bầu quá chừng nè. Hôm qua đâu có mấy con tép bầu đâu hả chú sao? Bữa nay có bầu bộ. Bữa nay có quá chừng nè. Chắc này bị thuốc ở đâu. Tép bầu này tép mà bầu thuốc chạy lắm. Mình phải khô quá. Khô vừa, khô vừa là vô địch. Khô. Nghe ngồi chắc. Cái này đâu đang có thuốc các bạn. Không, không. Qua đây có mấy con sao nữa. Đủ loại cá. Đủ loại cá tên hả? Con gì em Bình? Đâu? Nè. À, con cá lạc. Hả? Cá lạc. Hả? Ừ. Mà chú có không chú xuống bắt ếch hay sao? Cá lạc. Nhìn cá lạc. Nhìn tướng lương không à. Cá lạc nó xương không à, bằng cầm tay mới ăn được. Cầm tay nó có thịt, nó chua ngon lắm. Giống như vậy nó cho ông. Nó không bán gì. À, cái con này nó ngộ quá à. Đổi, dây tệ đó, ăn với ông thấy cái khủng thiết luôn. Sao nó ngộ quá, nó vàng vàng. Mà cái lưng của nó nè. Làm như gạch nó, nguyên cái lưng nó hay sao? Bữa nay cá thép gì lộn xộn, có con cá gì nó màu đỏ đỏ anh Bình? Nó cho ăn thôi. Y như con gà vậy chứ sao? Anh Bình cá gì đó đỏ hả? Quên này. Đâu phải con đúng rồi phải cái cá đó là cá dũng nhá, rửa bố không nè. Mà lần thấy gà chép ta nuôi trong chuồng ngon quá, mấy con gà mà mái già cái dương già tao có năm con nè. Tiếp bạc nữa bạn đó nè, tiếp bạc đất, tiếp bạc trắng, tiếp bạc đất, tiếp bạc trắng, tiếp bầu. À, đây nè, cái bầu nè, có bầu luôn nè, có trứng luôn nè. Mình không dám lựa mạnh á, lựa mạnh nó bị đâm cái đầu đâm của nó đâm vô tay mình. Tại mình lựa không quen, bữa nay nhiều tép bầu quá. Bự lắm mày, con chắc 400 ngàn mà. Đó con dưới cũng 300. Rồi. Bỏ to già. Cái gì trong bọc à? Ấy! Con gì vậy? Như đây khoảng 3 ký người ta. Ôi, con gì anh Bình làm hả? Nè. Không đi chưa? Ôi, có cái con gì nè. Ôi. Cá lồng kiền. Nè, có con gì nè. Nè.
cái lần kiếm xong các bạn. Nào giờ mình thấy nó ở dưới chứ mình chưa thấy bắt nó lên, chưa thấy bao giờ. Ủa cái này hả? Nãy giờ em không thấy. Ôi, quá tại luôn nè. Nè nè nè. Ê cá nè, cá dính nè. Ừ, sát sát à. Trời ơi nó mới thấy cái mắt đỏ chét à. Mẹ một bọc luôn. Đúng hả? Vậy hả? Ừ. Nó kêu vũ xuống. Đó, nó nằm tự lưa nè, thấy không? Nè, quá chừng luôn nè. Nè, dở lên cho các bạn coi nè. Còn tự lưa hết rồi kìa. Thấy không, ghê không, ghê không? Trời ơi. Để dính nè các bạn. Quá tại luôn mấy. Còn thằng tỉnh quẹo chưa, Vũ có miếng quẹo. Vũ ngay cái hôm thôi chứ, Vũ ngay cái chấm mà mình kéo lên đó. Chứ Vũ hết sao Vũ nổi, cha nội nó làm đụ mà em muốn có dưới đáy sao Vũ. Này là vô đúng nè. Đó như cái phao không? Tại vì ông nói 8kg là có nghĩa là biết sao, giờ trong đó thì 2-3kg là không đây còn 5kg nữa đó. Đó ông nội. Chứ chứ sao? Đâu nè, có tấm nè. Không phải, ý là cái miệng đáy là đây dài lên đó, nó nằm trong hốc hẻm rồi nó chưa tụt xuống, người ta vũ đáy rồi người ta mới bắt một lần nữa, biết không? Ủa vậy là ủa sao mình không vũ tự trên đó mình vũ xuống? Không, mình biết vũ, ta ông quen là ông thiết hai cái lại rồi ông mới vũ. Vậy hả? Còn nó còn giờ nó còn đăng mà. Dạ. Giờ mình vũ cái, có ngay cái này thôi. Ừ, còn chừng nào người ta kéo hai cái này xếp lại cái à, nó xui xuống người ta vũ mới dễ, còn à, vậy sao vũ được? Dạ dạ. Ta đang quen. Giờ mình đổ vô gỗ luôn ha. Ồ, đổ vô vừa quá tài luôn á. Vừa hả? Đổ, đổ vô vỏ luôn nha. Đổ vỏ luôn nha. Còn tôm càng nó cũng nằm tôm hôm chứ đâu xuống đây. Nè, tại nay nước nó hơi kém rồi. Coi chừng nha. Đó, một đống. Cái này đậu tép nhóc luôn á. Ở đây ăn đồ tươi thôi mà chứ đồ chết ở đây lắm. Đồ chết dịch đen. Dạ, ôi cái bọc này nó dính tép luôn rồi. Ai dục rác cái xong. Ủa, tính ra ai dục rồi giờ mình gỡ ra mình cũng dục lại với xong. Mình lửa quẹo quay cho đâu qua bên cái thùng đó lửa dạ. Dạ. Thấy không, đủ một ngày nào uống trà nè. Đâu ờ, với ghe của chú Sáu hả, ly chén uống trà đá với gì cũng có. Cái này chắc đồ câu quá chứ không phải bánh đâu. Ồn cơm nữa phải không? Ồn đúng hậu quá. Đồ nghề, đồ nghề. Đồ nghề. Ê ba cá gì làm vậy? Đụng mẹ thằng tấn đó bảnh kìa. Ờ. Nghe quá chừng nha. Cho điện thoại nó có nhà không? Nó đang bảnh á. Ừ. Đợi hả? Nãy nó ghé làm gì? Bậy nó ghé, hồi nó gì á. Tôi trong luôn các bạn, dễ mình đạp luôn. Mấy con này trà có khô ăn thầy trầu rồi luôn. Béo lắm. Ừ. Con này con cái sao kìa. Sao đỏ không Vũ á. Ông xả rồi, ông xếp hai cái miệng lại rồi ông Vũ á. Hết vô đây bẹo cũng cả ký. Ủa tới bạc nghệ nè mày. Đâu. Bạc nghệ đâu, bạc nghệ ông nội. Thì nãy em thấy con á, cái đầu nó vàng tươi nguyên. Con vàng nguyên cái gì luôn nè. Ăn thức ăn ông nội. Thức ăn gì tép xong mà. Ông tép vàng là ăn tép bạc nghệ quá ông chú Sáu. Mà con đó ăn béo luôn phải không? Béo. Mẹ thức ăn nó béo á. Sao thức ăn đâu với sông, ăn bỏ nhà tao chị ơi. Thức ăn đâu với sông. Rớt xuống đây rồi. Nhận.
Ừ. Ủa, có tôm dăm nữa. Có chứ. Kho khô á, quá chừng luôn. Mấy con cá lửa trâu ăn ngon á, thịt ăn nó ngọt lắm. Yeah. Nhưng mà nó ít á, có mấy con. Còn nè, cá lửa trâu này về kho tiêu qua ngon. Giờ mình mua cá lộn xộn gì ăn cũng ngon nữa anh Bình. Ừ. Nhưng mà cái này mà bằng mình bằng cái sản luôn. Chưa nghe chú Sáu diễn tả hả? Dạ. Như mình ăn cái con này nó hơi dở phải không? Con này nè, chẳng hạn đây. Dạ. Cái mình thấy nó dở quá mình dứt cái con ngon này vô liền nè, con ngon nè dứt vô liền không sao, cái nó ngon liền, thấy không? Vô mình ăn con cá cơm này đi, cái mình thấy nó không ngon. Cá cơm này biết làm gì không quẹo? Về kho lạc chắc chanh. Tại mình ở đây mình đổ nhiều quá mình ấy chứ mình bỏ chứ gặp người ta không có ăn. Ngoài chợ người ta mua mấy cái cá lộn xộn này người ta ăn nè. Cá không xộn mà đây tới sáng nó ương ịnh rồi, nó đâu có tươi như vậy. Té bầu lỡ quá luôn hả chú Sao? Té bầu là sao? Đừng lỡ vô chắc bạn. Ủa cái này sáng chú Sáu bán đâu vậy anh Bình? Cân ra ngoài cân cho mối hả? Bà sông quán nè. Ủa vậy hả? Cân cho bà sông quán nè. Chứ không có đem ra chợ xếp hả? Không. Không. Ôi con gì vậy? Con gì á? Lưỡi tao. Cá lưỡi tao còn sống rồi vậy? Ừ. Sống. Ôi. Ôi nó bự. Ghê. Nào giờ mới thấy cá bự gì luôn á. Cá lưỡi tao còn ngon lắm á. Con này sao dính này? Cá lưỡi tao con. Ủa sao nó dính? À nó đang đủ máy. Đâu rồi? Hai con cái gì? Cá lưỡi tao con nội. Thấy ghê. Con này ăn thịt không ngon lắm á. Ngon ghê không? Hất hất lên được không các bạn? Cá lưỡi tàu chắc nó có bà con chứ cá đuối mà. Ủa nó lúc nó ăn ở dưới nó ăn kiểu sao? Nó ăn nằm. Mà về bắt bỏ tu chén rồi bỏ tép mấy tép con lên con nó ăn kiểu sao? À, cái miệng nó dưới đây nè, cái miệng nó dưới đây nè. Không, miệng nó đây nè, miệng đây nè. Không. Thấy không? Nè, rõ ràng không? Nhưng mà hai con mắt nó hai trên đây luôn mà. Hai mắt nó nằm trên đây nè, bởi anh thắc mắc là nó nằm nó đó, thấy không, cái miệng không? Ờ đúng rồi. Cái miệng nó ngay đây nè. Nhưng mà nó nằm ngang, nó bơi, nó ăn nằm. Cá nó cưng giò cái nó phình lên nè, giò nó, giò đại đi. Đó, giò nó đại, giò nó. Không phải mình ơi. Giò vậy hả? Ừ, cứ lấy cái tay giò nó là nó phình lên nè. Không phải mình. Nè nó phình đây nè, nó phình đây nè. Giò nó đi. Cá kia mình mua nó đâu có cái đường này. Giò nữa, cứ giò lấy cái tay giò là phình bị chán luôn. Ừ, giò vậy. Ồ, cứng rồi, cái miệng đó nè. Rồi các bạn, đâu phải ăn chim tấn biển. Cái miệng cưng ghê không? Cái này đem gì trong vui chơi được nè. Lâu lắm rồi mới thấy lại các bạn. Rồi. Ơi, bảy. Con cá này chứ cũng độc lắm á. Con nó không phải chim tấn biển. Đâu anh coi. Dò cái nó cứng chừng phần à. Đừng dò cho nó chết. Không có chết. Không, dò cứng phần luôn á. Dò cái nó đứng rồi. Nè, ôi cứng hả? Vậy chứ. Nó cứng còng luôn á. Cá lóc mít, cá này cá gì quên quá không? Lóc mít. Thôi để ngâm nó. Cái con này là cái con nó có màu xanh. Con kia nó nhám hơn con đó. Con này có màu xanh. Ổn. Chị dò dài quá, chút xíu nghệ chết ngắt chứ. Nó về nó lấy cây nó chọc đó. Đây nè, thấy không? Đẹp ơi. Đẹp ơi. Đụng vô cái cứng này. Cá lạc nữa nè. Ôi giống nó chết luôn người ta. Con này chiên nhưng cũng đã lắm. Đi nhìn cá.
giờ cứng hết nổi rồi quay. Em kiếm mình bỏ vô cho sống rồi được. Cái này mình lửa không quen, mình lửa chậm quá. Quay ghê. Đâu? Ờ con cá nó ăn béo lắm, ăn cá bằng gỗ á. Đừng cho nó đâm cưng nha, đâm nhất lắm á. Cái hình dạ anh ơi. Nhưng từng tay gọi cá bằng gỗ chứ. Con này còn sống nha. Đâu phải ăn cá bằng gỗ nó đâu. Vì nó cứng cứng, nó cong cứng cứng mà thật sự nó còn sống. Cá này mà hổm tao câu được con bằng tay vậy mình. Á thì ghê luôn. Con này béo bệnh luôn. Béo. Con này giống như con cá gì quên này, con khô đó là tho. Thôi mà chỉ bơi kìa. Rồi, bắt tiếp đi vậy. Đang béo. Bạch đâu chứ sao, chú có bạch không chứ sao? Mẹ rồi sao vậy? Con cái xuống nãy cho con cái gì chứ. Thì mình phải căng từ bạch ra đi. Thấy sao không? Rồi, có lụm lụm đại đi. Cho hai ba cái bạch đi sao? Thôi mình cần đại gì chứ mẹ. Vậy dưới có cần đầu che? Tại thì cãi nó. Thì bị cần cho hãy méo riêng rồi ai lấy riêng rồi. Tại dễ gì dưới tao cần hai cái tay tao cầm lên tao biết đó, bằng không bằng rồi. Ôi con cá này con cá gì? Con cá tầm. Trời ơi coi chừng nó đâm á con đó ba gai á cá chốt. Vậy hả? Ôi lát lấy con này về ăn ngon. Ừ, ngon. Cá kèo. Cá kèo xong là bao luôn nha các bạn. Bao ngon luôn. Còn con này. Con này. Con này. Con này. Con nó học chưa em? Hồi về em đọc con kia vô giấy ngoài đường thôi. Giống cá trao vậy. Khoảng 10 phút lên về. Thì con nãy em mới cầm á. Ủa cái gai nó đâm. Nó gai đâm cá thấy ghê không? Ghê lắm. Lấy tay vào. Đâm lắm nha, đâm nhất lắm á. Dạ. Chút về hay bắt cá mít kìa. Đâu. Nó. Đâu. Mấy con đó sẵn bắt nha. À thấy rồi, đây. Vậy chọt con cá ăn bữa ăn chút xíu rồi chết. Ở con cá cá nhỏ mà. Ôi lội. Kiếm cái con nào bự. Này con này, con này nó ngáo luôn, nó sảng luôn rồi. Con thả tội nghiệp quá, thả con để đường lên bự mới được. Giờ tối các bạn ơi, chứ không là mình lấy mấy con cá dụng này này về ăn ngon lắm. Kho lạc, kho tiêu quá. Để ăn cá lạc, cầm cá lạc cây vô. Cá lạc nó nhớt lắm. Không nói bình. Quẹo mà có lấy cái dụng không quẹo? Hả? Trời ơi nó tươi. Nhiều bịch nhiêu anh? Chết lấy luôn hả? Bịch này nhiêu? Cái cầm qua cho mình. Không nói không? Không nói. Không cái ghé không tùm lum hết người sao? Ơi, đi được. Tôi kêu người đó. Nó nhảy ra. Như đó chị không thấy. Rồi được cái thùng xong luôn rồi. Dạ. Ngon luôn á. Là dán kỹ nữa. 1 ký mốt. Ký mốt. Chút kia là 2 ký là 3 ký mốt. Còn đổ nữa. 3 ký mốt rồi sao ơi? Rồi cá dụng. Còn có cá dụng này, cá dụng bỏ đâu? Bỏ vô bịch nhưng mà mình mua làm sao mà. Thì cãi nó cứ bỏ đỡ lại đi. Bỏ vô. Cái bịch này là dụng luôn. Ừ, con ghẹ tao mới dục. Ghẹ mọi người lột. Ủa, xin con cá, cá. Cá nắng hậu gì anh lựa chứ. Ở lựa luôn đi, lựa con vô luôn. Dạ không, em lấy con cá hồi nãy. Con cá mà chiên xả ớt á. Con cá chiên xả ớt hả? Con cá lưỡi tao quá ông nội. Lấy ghẹ không? Lấy luôn á, lấy ghẹ. Ủa đâu rồi? Với lựa cho nó mấy con cá bóng sao không? Nè, con cá bóng sao không? Bắt nó đi. Bắt cá bóng sao không? Con cá đã tiền ở ngoài đó luôn á. Đưa ổng. Đưa ổng thì mất con nghẹt ổng. Cái thùng á.
Thôi ơi nó bự. Lấy qua nó đây. Không kèm đâu, chim càng. Ôi ôi cái càng nó mập. Không phải. Càng mập mà thịt không à. Nó cắn mình đâu được, tức chứ nó mập. Sao rồi, sao chim? Chim càng rồi, nè thấy không? Nó cắn mình nó cắn được. Sao mà chim được? Chim kiểu gì cho sao đi? Chim nó không có cắn. Đáng lẽ em lấy cắn thôi à. Làm sao? Trời cảm ơn, sao rồi? Ta chim sao ta? Anh giờ đâu có 50 đâu mà không có. À. À, chim nghe đây. Chim nghe đây nó không có kẹp được, nó không có mở ra, chú xuống cũng được nha. Hay gì ta? Dạ chú xuống nhà con mập, con mập dẫn dẫn lên con nha. Sáng bên à. Ờ mình xin số hỏi không ngon ấy. Vì con mập có lạnh rồi vô cuộc đấy rồi mới con ngột á, không tin nó ngon. Nó nút nút đây ngon. Nè, con ghe này có cái đầu nghề đi câu nè. Tự làm không ạ? Cái này đi đường câu tôm hay câu cá vậy em mình? Câu tôm. Không có tôm có cá đâu. Hai cụ trên đây cũng có cá. Còn ba cụ có cá. À, cái có chuông là cá, cái hổng có chuông là tôm. Hai cái chuông có cá, cái chuông có cá nào. Tầm gam nó 9 kg hả? Không vậy ạ. Về luôn sáu rồi. Về luôn chú. À, lượm được 7 nha. Con rồi. Thử tiền. Mà chắc 3 ngàn. Rồi con lên tướng đi, dắt con để đâu ạ? À? Rồi con lên tướng đi. Thôi để anh lên tướng nha. Đừng đi. Có chưa cái nạn đó mình cứ nhắc thôi. Được rồi, lấy ra được nạn tướng nha. Nè, ở đây ha. Ừ, nó đổ ra cái xà, cái gì ngon. Mà hổm ra anh chưa cởi với chơi. Để hồi lên đây cởi. Con tôm nó rỉ nó chạy đã. Nó không có lưỡi. Có cục mồi thôi. Mày đứng xích vô mày. Ừ. Ếch anh Bình nuôi nè các bạn. Con còn cả ba. Anh Bình kêu bắt gì cho con dạy con nó cháu. Con ngủ con này chắc cả ký. Ôi trời. Ai? Cầm nó ngủ luôn á. Trời ơi. Ôi con mới cãi nó không sao, vô sảy con sao. Rồi, vô. Rồi được rồi anh Bình ơi, được. Mấy rồi. Con rồi? Nặng á. Thôi chuyển con đi. Nặng dữ lắm nè, Vy ăn hết đâu. Thôi kệ nó rộng cho nó ăn từ từ. Đâu ốm đâu kìa. Kìa con ngay đó nó không cầm á. Thôi chuyển con làm trình phình ở đây nè. Dài đắng luôn á. Dài hết. Cái dài là 8 mét á. 8 mét đó. Trời ơi, cái dừa không có trái nào hết trơn. Con trái một. Rồi. Nào mẹ.
Dừa nào? Ừ. Mấy chục con nó cắn lủng lủng nhắm nhắm vậy nè. Nó tập khoét á. Đau chân coi thử đi. Nó nhắm vậy nè. Là lừ cũng cái dừa. Trời ơi, chục con tập hả? Mày gan á hả? Chục con nó tập nó khoét. Tập ăn hả? Ừ. Cái này cái gáo cũng bự hả mẹ? Mình lựa cái gáo bự các bạn. Bữa nay mình hấp ăn. Hấp giống như luộc vậy đó. Luộc nước dừa. Nhưng mà trong trái dừa. Đây đây. Xịt đây. Ôi cái này cũng mềm quá mẹ. Mềm. Tép ngày hôm qua nè các bạn, hồi khuya đó, mình đi đổ hồi khuya đó, cái mình bỏ ngăn đông, nãy mới rã đông ra 1 kg mốt đó, hết như đây 1 kg mốt, tươi dữ lắm. Tép này là ăn bao ngon bao ngọt luôn. Ôi dễ quá mẹ. Này cái gáo nó còn mềm. Lát mình chế cái nước dừa này vô mình luộc luôn mẹ. Luộc nước dừa mình trong trái dừa luôn. Bao ngọt mà tôm mà tép xong nữa chứ. Tép xong cái cắm. Tép xong cái cắm. Cái cắm mình thâm dưới sông hình luôn chứ bảo ạ. Tép này nó bơi dưới sông á các bạn. Nước chảy mạnh cho nên là thịt nó rất là chắc. Nó không kiểu như nó bơi giỏi á, thịt nó chắc lắm, không có giống như tép ta nuôi đâu. Ngọt lắm, cái này thịt nó ngọt. Tép nuôi thịt ăn mặn nhất à. Con tép, hồi mẹ hôm qua tép bầu quá chừng luôn mẹ. Tép bầu quá, cái nó đâu có bán, đâu có mắc bằng tép bả. Tép này bán mắc nè. Tép bầu mà làm miếng lựa luôn á. Quá chừng luôn. Chắc lựa ra chắc cũng khoảng nhiều ta, chắc cũng cả ký rưỡi hả? Ký rưỡi. Tép bầu thì bán theo giá tép bầu. Chứ tép bầu đâu bán chung tép bạc được. Lựa tép bạc không mà không lựa tép bầu. Tép bầu với cá dụng là để chung. Tép này đổ bánh xèo là bao ngon. Hấp trái dừa thôi. Miếng nữa mẹ. Dừa không mẹ? Dừa đầy đẩy nắp được phải không? Cái dừa bự quá mà. Nó soi trong đây luôn á. Nè thấy bốc khói không? Giống mà đi xúc có cái cái bầu. Bầu đổ tép ra nè. Trời ơi nước tép ra. Ui thơm. Ui thơm quá mẹ. Thôi, nó dừa nè. Từ từ mẹ lôi cái dâu nó ra nó ra. Mốt mình làm tá dừa mình khoét tá dừa về mình đi xúc. Nó lại đặt lợp quá. Đặt lợp trong nồi. Ta làm dừa khô vậy nè, cái ta xỏ hai cái quay rồi ta đi bắt cá dừa. Xong rồi mình đục lỗ mẹ, mình đục lỗ cái mình làm cái đồi được. Ôi. Nhiều dữ hả? Nhiều dữ hả? Đặt tá dừa mà chứ lại nhiều đó đó. Dễ dùng luôn. Dừa còn bốc khói kìa. Cái dừa mà đựng gì ghê á. Cái dừa như gáo bự lắm à. Cái dừa mới nấu á. Cái dừa mới nấu. Bữa nay mình ăn tép luộc nước dừa với lại muối tiêu chanh.
Muốn chưa tắt. Ngon quá. Trời ơi một dĩa đỏ ao luôn. Xin mời mọi người nha. Ôi tiên tiên. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. Tiên tiên coi chỉ cho kỹ con này nè. Đây. Đầu gạch. Đầu gạch nè. Đấy. 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 Ngon chưa? Đầu gạch không? Các lọt nước lọt nước dừa ngọt cũng khiếp á, chất lọt nước dừa vậy mà lọt nước dừa vậy đi ngọt ngọt hơn tính nước luôn á. Mày lên ăn rồi con. Ngọt con phải nước không được ngọt không này ăn không kịp lọt rồi tại nó nhỏ quá. Tôi lọt cái bầu là cái bà mẹ đó. Để nó ăn lọt đi không đi. Con này nó 150 kg cũng bằng tâm gần bằng tâm sô rồi tiên. Thấy không? Tâm sô 220. Xin mời các anh chị và các bạn nha. Ngọt 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 mà cái dẻ khắc cứng mắt luôn à. Con tép này mẹ thích ăn hơn tôm dăm. Tôm dăm cái thịt nó không bằng nè. Thấy không? Thịt dở. Con là con tép là còn như con ăn cái gạch nó cũng ngon nữa. Vậy con này bự nè, con này bự nè. Nè, chị tính ra cái sau mình luộc với mình nướng sổ sau là ngon nhất thôi. Không làm mấy món khác đúng là ngon thiệt nhưng mà ăn vậy là tươi nhất. Nè nó phải muốn ăn là có đâu. Nhỏ nè. Luộc nó gút vô không? Dừa này phải đặt ngoài dặn 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 ta đóng đáy ngoài xong mới có. Mình trong dụng có ít bao bao. Chú bao 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 luôn. Chú Sáu mẹ đặt nó có như tôi dặn hết trơn rồi đâu có đem qua chợ đâu. Dặn người ta dặn rồi người ta mua người ta bán lại nữa đó ra ngoài chợ người ta bán lại á không có ngoài chợ đâu có bạn. Muốn ăn cũng có. Mình phải công nhận một điều là cái gạch của nó ngọt mà mình luộc mình cái này gọi là luộc hả hấp ta hấp cái này gọi là hấp nhưng hấp nước dừa chứ không phải lưỡng gì à. Tép luộc trong trái dừa hấp. Bao chín. Nó ngon gì đâu, nó ngọt ngay à. Cái nước nãy bổ lắm luôn mà. Nãy cái nước cho con nè. Nãy đổ cái nước. Cái con nè. Trong đây ra bớt rồi. Con hấp thử miếng. Ngon. Thôi uống thử đi. Uống thử đi. Thì ăn cơm mà ngon lắm luôn á. Nó ngọt. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.